Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý Phật tử gần xa, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Hôm nay, ngày 25 tháng 9 năm 2016, nhằm ngày 25 tháng 8 năm Bính Thân, trong chuyến Phật sự lần thứ 37 của trang niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, chúng con có duyên được trở về ngôi niệm Phật đường Phước An. Niệm Phật đường Phước An là một niệm Phật đường tọa lạc tại khu phố 6, vùng gian của thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Trước đây do cư dân tạm thời dựng lập, qua hơn 25 năm, theo quy luật vô thường biến dịch, ngôi niệm Phật đường đã xuống cấp. Nhằm giúp người dân miền thôn quê tăng trưởng thiện căn, khai mở nguồn tuệ giác, Thượng tọa Thích Minh Đạt đã phát nguyện cố gắng hết sức lực và khả năng của mình để xây dựng nên ngôi bảo điện ở vùng quê hẻo lánh này, để bà con Phật tử gần xa có mái già lam để tu tập sớm hôm kinh kệ. Được sự tin tưởng chắc chiêu hùng phước của quý nhà đạo tam xa gần trong thời gian qua, cùng với Thượng tọa Thích Minh Đạt và quý Phật tử của bổn tự đã chung tay hùng phước xây dựng niệm Phật đường Phước An. Niệm Phật đường Phước An khởi công xây dựng vào ngày 12 tháng 6 năm 2016. Qua gần 3 tháng xây dựng, nay công trình niệm Phật đường cũng đã bước vào giai đoạn hoàn thành, mà kinh phí xây dựng thì cạn dần. Với lòng bi mẫn thương cho hàng Phật tử nơi này, cuộc sống còn vật chất với cơm áo gạo tiền, nên thầy trụ trì cũng không dám quyên góp vận động bất cứ một ai. Thầy được sự ủng hộ của các quý Phật tử xa gần cũng như các hành giả liên hội Phật tử trong trang niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương, cũng như Chư Tôn Đức Hòa Thượng, công giáo hội cũng như chính quyền địa phương. Do đó đủ duyên thầy khởi công xây dựng lại niệm Phật đường Phước An. Khi thầy khởi công động thổ xây dựng niệm Phật đường Phước An, được các nhà mạnh thường quân xa gần về, cũng nhất là các vị hành giả, ban tổ chức của trang niệm Phật Quán Sanh Tây Phương cũng về đã ủng hộ cho thầy tịnh tài để thầy xây dựng niệm Phật đường Phước An. Kể từ khi xây dựng đến nay thì gặp rất nhiều suôn sẻ, nhưng mà hoàn thiện khoảng 70%. Bây giờ còn cái phần hoa văn trang trí nội thất ở bên trong mà tịnh tài của thầy trong giai đoạn này cũng cạn kiệt, do đó cái nguồn lực mà để mà trang trí nội thất bên trong với làm hoa văn để cho nó hoàn thiện hoàn thành ngôi đại hùng bảo điện thì nó bị trì trệ đi. Do đó thầy mong rằng tất cả các vị đạo hữu Phật tử xa gần cũng như các vị mà mạnh thường quân cũng như các vị ban tổ chức trong trang niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương cùng chắc chiêu hùng phước cho thầy ủng hộ tịnh tài để cho thầy sớm mau đạt thành xá nguyện xây dựng cho ngôi chùa niệm Phật đường Phước An này nó được trang nghiêm như ý muốn của đạo tràng xung quanh sở tại ở tại địa phương này, để đêm đêm ngày ngày thầy các khóa lễ cũng như là tổ chức tu bát quan trai cũng như là giảng pháp vào ngày 14 rằm 30 nó được như ý nguyện, để thầy hoằng pháp lễ sanh để báo ơn giáo hội cũng như báo ơn mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rất mong Chư Tôn Đức cùng quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa và các nhà hảo tâm phát tâm công đức góp tịnh tài tịnh vật cho công trình xây dựng niệm Phật đường Phước An được sớm hoàn thành trang nghiêm, tạo duyên lành cho các hàng Phật tử bổn tự có nơi che nắng che mưa an ổn tu học. Và để quý thầy Thượng tọa trụ trì với lòng mong mỏi báo Phật ân đức có nơi tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự, làm an trụ và duy trì chánh pháp Như Lai nơi trụ xứ, theo đúng như lời Phật dạy của chư tổ. Phật pháp trường tồn do tăng già hoằng hóa, đạo tràng nghiêm tịnh bởi Phật tử phát tâm. Sự gia tâm của Chư Tôn Đức, sự phát tâm của dàn quý Phật tử, thiện nam tín nữ và mạnh thường quân là niềm mong ước vô biên, là sự khích lệ vô tận hỗ trợ cho niệm Phật đường Phước An có nơi hoằng hóa và tín đồ Phật tử Phật giáo hộ trì Tam Bảo được trường tồn, làm lợi lạc cho chúng sinh. Đạo tràng niệm Phật đường Phước An luôn đón nhận sự đồng cảm, chia sẻ, ủng hộ của Chư Tôn Đức, các vị thiện hữu tri thức và Phật tử xa gần. Vì một ngôi chùa được dựng lên cũng đồng nghĩa với một cánh cửa ngục tù khổ đau của trần thế được khép lại, và cõi ta bà có thêm nhiều chủng tử bồ đề được ươm mầm.
đưa giáo lý từ bi của Đạo Phật lan tỏa khắp mọi nhà. Nam Mô Thường Quang Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Mọi sự phát tâm hỷ cúng tịnh tài tịnh vật xin liên hệ Thượng Tọa Thích Minh Đạt, trụ trì niệm Phật đường Phước An, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại số 0917 406 581, chủ tài khoản Lê Minh Vẹn, tức thầy Thích Minh Đạt. Số tài khoản ngân hàng Sacombank chi nhánh Gò Vấp.